Rồi. Xin chào tất cả các anh em, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi đang đứng có mặt tại Dốc Tre. Hôm nay là đám cưới của thằng Thánh Liêm Yên Lập. Đấy. Các bạn nhìn cái đường như thế này mà chúng tôi dắt xe đi qua còn những đoạn khó hơn cơ. Đây là vừa dắt đi qua rồi, bây giờ xe để bên kia ngon lành cành đào rồi. Bây giờ là đi về lấy đàn và quần áo, trang phục để xuống Yên Lập. Quá là khổ sở. À, trực tiếp.